Hôm nay cửa hàng mình có bạn khách hàng tới căng cước. Đa phần hiện tại anh em đều chọn căng cước kiểu 4 nút Yonex đúng không? Nhưng bạn khách hàng này lại yêu cầu căng kiểu ZZ. Ok, shop mình chiều lòng khách luôn. Sau các công đoạn kiểm tra vợt, xoay gen, vợt của bạn ấy còn khá mới và bạn ấy cũng là một người cực kỳ quý vợt. Mình cảm nhận được từ cách bạn ấy giữ gìn và có những yêu cầu riêng đối với nó nên không cần phải thay gen. ZZ cũng giống như 4 nút Yonex hay SZ Haribito. Với ZZ thì với dây dọc chỉ đan 9 dây mỗi bên. Sau khi chốt xong thì tiếp tục đan dây ngang. Khác với kiểu đan Yonex thì ZZ sẽ đi dây hơi lòng vòng. Với kiểu đi dây như thế này thì được cho là sẽ tối ưu về mặt đi dây hơn và điểm ngọt sẽ được tốt hơn. Anh em đã thử kiểu này chưa? Hãy cho mọi người cùng biết ý kiến nhé. Với mình thì với mỗi kiểu đan thì đều có những ưu nhược điểm khác nhau. Ok, xong rồi đó, chúng ta cùng test thử tiếng cước xem đanh không nhé.